Càng khó khăn càng phải nỗ lực, đó là phương châm của xã Minh Hương, huyện Hàm Yên trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế ở Minh Hương còn nhiều khó khăn. Đảng bộ xã xác định xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của toàn dân. Do vậy, công tác tuyên truyền vận động đã được triển khai đến nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đồng thời phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên. Nhiều phong trào thi đua như nhà sạch, ngõ đẹp, làm kinh tế giỏi được phát động sôi nổi ở các thôn. Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa rộng khắp, khích lệ người dân tham gia. Lộ trình đến năm 2023, xã Minh Hương sẽ về đích nông thôn mới. Cùng với công tác tuyên truyền, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã cũng đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo đúng lộ trình đối với từng tiêu chí phù hợp với thực tế ở địa phương. Nhờ đó, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ tích cực của nhân dân. Điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới ở Minh Hương là phong trào làm kênh mương nội đồng. Đến nay toàn xã đã làm được gần 3 km kênh mương nội đồng, phục vụ tưới tiêu cho trên 60 diện tích đất nông nghiệp. 300 mét kênh mương lắp ghép, phục vụ trên 10 hectare diện tích đất nông nghiệp của 3 thôn, Đá Bàn, Thôn Năm và Cây Đa đang được bà con nhân dân hoàn thành, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân năm 2023. Trước đây khi kênh mương chưa được kiên cố, việc điều tiết nước cho sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Khi được nhà nước hỗ trợ kênh mương lắp ghép, ba thôn có diện tích đất nông nghiệp đều chung sức đồng lòng, huy động sức dân để hoàn thành tuyến mương. Từ cái chương trình của dự án nhà nước ấy, về làm cái tuyến mương cho bà con này, bà con rất phấn khởi và tự hào. Được cái tuyến mương này là rất tốt mà đảm bảo tưới tiêu cho ba thôn. Đấy, cái này là diện tích của ba thôn cơ. Thế nên chúng tôi là được triển khai đến toàn thể nhân dân, bà con là rất đồng tình tham gia về lắp kênh mương này, kênh tốt này, cho nên là mấy năm trước bà con là toàn cái mương bé, cho nên là nhiều lúc là nước tưới tiêu không đảm bảo về cái số lượng nước tưới tiêu, cho nên là qua vừa rồi chúng tôi đã triển khai đến bà con nhân dân là thực hiện chương trình xây dựng thôn mới, thì là báo cáo bà con là cố gắng tham gia thực hiện nốt thành công trong năm 2023. Huy động sức dân, sự ủng hộ của doanh nghiệp, những ngày này thôn Đá Bàn đang triển khai xây dựng bờ rào khuôn viên nhà văn hóa thôn. Là một thôn khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số đông. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, người dân cũng nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình, nên đã hỗ trợ về ngày công. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình đã tình nguyện hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa. Thôn Đá Bàn ấy thì tỷ lệ dân di dân là rất nhiều. Đấy, dân tộc đồng bào thiểu số là còn rất nhiều khó khăn. Đấy, thì về phía chi bộ ấy, thì cũng đã triển khai kế hoạch của đảng ủy này, triển khai đến tất cả các đảng viên trong chi bộ thực hiện cái chương trình kế hoạch xây dựng nông thôn mới, và cũng thôn cũng đã tổ chức huy động bà con nhân dân thực hiện các chương trình của thôn để làm nào đáp ứng được yêu cầu cơ sở vật chất. Nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần làm cho bộ mặt nông thôn thêm khang trang đổi mới. Đây là một trong những tiêu chí khó thực hiện, nhất là đối với xã vùng cao, vùng khó khăn. Có an cư thì mới lạc nghiệp. Xác định được điều đó, xã Minh Hương đã tăng cường huy động mọi nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2022, xã Minh Hương đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Có trên 150 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã được làm nhà. Từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình anh Đặng Cản Tá ở thôn Một Minh Quang được hỗ trợ 50 triệu đồng và cho vay 40 triệu đồng với lãi suất ưu đãi để làm nhà. Được anh em hàng xóm giúp sức, ngôi nhà rộng 100 mét vuông đã sắp hoàn thành. Gia đình nhà tôi được vay 40 triệu và nhà nước hỗ trợ 50 triệu. Và cũng sắp hoàn thành rồi. Và tôi mong ước được một ngôi nhà lâu lắm rồi. Bây giờ có được như này tôi cảm thấy rất là vui. Sẽ yên tâm lao động sản xuất.
xã cũng đã triển khai cái chương trình, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thì có rất là nhiều chương trình ưu đãi được nhà nước hỗ trợ, như là chương trình hỗ trợ làm nhà ở, hỗ trợ về chuyển đổi nghề, hỗ trợ về nước sinh hoạt. Thì đối với xã Minh Hương thì trong năm 2022 thì được hỗ trợ 15 nhà làm nhà mới và 67 hộ hỗ trợ chuyển đổi nghề. Đối với nước sinh hoạt thì được hỗ trợ 54 hộ. Thì đây là một cái chương trình nhà nước rất là ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì nhờ đó mà đã tạo động lực cho các hộ yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Xác định việc nâng cao thu nhập cho người dân là một nội dung cốt yếu trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó, ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình, cấp ủy chính quyền xã Minh Hương đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng, tiềm năng thế mạnh và cả những khó khăn hạn chế trong sản xuất, phát triển kinh tế trên địa bàn. Xác định các nhiệm vụ giải pháp mới phù hợp với điều kiện của xã để xây dựng thành các quy hoạch, đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Bà Hoàng Thị Sáu lựa chọn cho gia đình mô hình phát triển chăn nuôi tổng hợp, trong đó chú trọng vào chăn nuôi vịt bầu, đặc sản của địa phương. Có kinh nghiệm trong chăn nuôi, đầu ra lại ổn định. Từ chăn nuôi vịt, kinh tế của gia đình bà Sáu được cải thiện rõ rệt. Gia đình tôi là chăn nuôi về con vịt, là mỗi một tháng tôi cũng thu nhập cũng được khá cao. Tuyên truyền cho bà con để chăn nuôi vịt cũng theo cách hướng dẫn và cũng giúp đỡ được bà con ở gần làng ấy, tôi cũng giúp đỡ để nuôi con vịt ấy. Phát triển kinh tế rừng cũng được người dân xã Minh Hương coi là hướng phát triển kinh tế mang lại hiệu quả. Xã đã đẩy mạnh công tác trồng rừng theo hướng hàng hóa, trồng rừng thâm canh, đưa những giống mới có năng suất cao vào trồng, phối hợp với khuyến nông, kiểm lâm địa bàn, mở các lớp tập huấn về trồng rừng cho bà con trong xã. Tuyên truyền tới người dân về lợi ích trồng rừng, coi rừng là cây trồng chính trong phát triển kinh tế ở xã. Đặc biệt thực hiện nghị quyết 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về trồng rừng chất lượng cao, cũng như trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC. Là tôi trồng rừng được cách đây khoảng tầm độ chục năm rồi. Tóm lại là kinh tế thì nó cũng tạm tạm ổn, nó cũng chậm thôi nhưng mà nó chắc hơn là cái các cái cây khác. Trong quá trình trồng rừng là được hỗ trợ cây giống từ ở lâm trường, được 2.000 cây, là cây con ấy, cây mô. Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Hương không ngừng nỗ lực tích cực, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí. Nhờ đó, sau nhiều năm thực hiện chương trình đã đạt được những kết quả đáng kể. Kinh tế xã hội của xã đã có bước phát triển khá, đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Hiện nay, trên 80% đường liên thôn đã được cứng hóa, 20 nhà văn hóa thôn được xây dựng kiên cố, điện đường trường trạm đầy đủ. Bộ mặt nông thôn mới ở xã Minh Hương đang từng ngày khởi sắc. Người dân nhận thức rõ tầm quan trọng cũng như ý thức trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Năm 2023 là năm về đích nông thôn mới, tập trung vận động tuyên truyền đoàn viên hội viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí như tham gia xây dựng đường bê tông, làm thực hiện cái cấu kiện kênh mương và phát triển kinh tế hộ gia đình, đảm bảo đến năm 2023 xã Minh Hương là đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài vận động người dân phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, xã tiếp tục quan tâm đề ra các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thường xuyên tuyên truyền định hướng những ngành nghề dễ có thu nhập cao, tư vấn giới thiệu việc làm để người dân tham gia học nghề và có việc làm ổn định, khuyến khích người dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng đơn vị diện tích.
Ngoài ra, xã cũng chú trọng quan tâm đến công tác giảm nghèo cho người dân với các giải pháp như hỗ trợ vốn xoay vòng, giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng, hỗ trợ cây con giống để phát triển sản xuất. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng một người một năm. Đối với xã thì đã tập trung ra triển khai và rà soát các cái tiêu chí để đảm bảo về đích nông thôn mới năm 2023. Thì thực hiện là các cái tiêu chí về thực hiện cũng như là thực hiện cái chỉ thị cho 01 của huyện ủy, kế hoạch 99 của huyện ủy, thì đối với xã thì đã lên kế hoạch huy động toàn lực lượng 20 thôn trên 20 thôn để triển khai các cái lực lượng quân sự, công an cũng như là huy động nhân dân tổng lực để thực hiện các kế hoạch nông thôn mới về rà soát các cái tiêu chí cũng như là đảm bảo đến nay là đối với xã còn 8 tiêu chí để thực hiện năm 2023, là một cái tiêu chí rất là lớn. Và đối với xã thì cũng tập trung và đặc biệt là thực hiện các cái tiêu chí về văn hóa, về các thiết chế văn hóa và đặc biệt là cái cổng tường rào và nhà văn hóa, thì này là đối với xã là huy động đến lực lượng của người dân. Đấy là tiêu chí hết sức khó khăn. Tuy nhiên thì đối với xã thì cũng đã vận động và tổng lực của người dân và cũng đã được người dân ủng hộ. Và các cái tiêu chí khác, đặc biệt là tiêu chí môi trường, là cũng là một tiêu chí khó. Và đối với xã cũng tuyên truyền người dân và tự đào các cái phân các cái rác thải và cũng như là đào các hố rác để nhân dân là tự phân loại rác thải và thu gom rác thải theo quy định và vệ sinh được làng ngõ xóm và hàng tuần, hàng tháng vào thứ bảy hàng tuần. Xã thì cũng rà soát và hỗ trợ chương trình sản xuất là theo mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, và đặc biệt là chương trình thực hiện cho hỗ trợ theo mục tiêu quốc gia là chương trình hỗ trợ làm nhà và vay vốn chuyển đổi nghề theo nghị quyết 28, theo hướng dẫn 28 và hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân. Nên cơ bản là các cái tiêu chí cũng đã được thực hiện và đảm bảo cho các cái phần còn lại và đảm bảo cho về nông thôn mới năm 2023. Xuất phát điểm xã thuần nông, dân cư không tập trung, đông đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế chưa phát triển. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền của các cấp các ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã giúp cho người dân ở Minh Hương thay đổi nhận thức về chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Người dân không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, mà thay vào đó là sự chủ động của từng hộ gia đình. Đặc biệt thực hiện phương châm, cái dễ làm trước, cái khó làm sau, tuyệt đối không vội vàng, không chạy theo thành tích. Cách làm này đã và đang được xã Minh Hương triển khai thực hiện và đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần để xã Minh Hương về đích nông thôn mới vào năm 2023.